giữa hai đội LTV1 và đội Bích Nga Bảo Lộc. Thành phần đội LTV1 gồm 1 vận động viên Lê Đình Duy, 2 vận động viên Tô Hoàng Linh, 3 vận động viên Phạm Đình Thông. Thành phần đội Bích Nga Bảo Lộc, 1 vận động viên Huỳnh Ngọc Duy Anh, 2 vận động viên Nguyễn Phi Vũ, 3 vận động viên Nguyễn Hoàng Long. Đội hình thi đấu chung kết đồng đội nữ giữa đội Bích Nga Bảo Lộc và đội LTV Lâm Đồng. Đội hình Bích Nga Bảo Lộc: 1 Nguyễn Ngọc Yến Nhi, 2 Hà Bảo Xuyên, 3 Nguyễn Hoàng Bảo Quỳnh. Đội hình LTV Lâm Đồng: 1 Vũ Thúy Vi, 2 Đinh Huỳnh Tú Quyên, 3 Nguyễn Thúy Hồng Vân. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt cổ vũ cho 4 đội. Các đội đã bắt tay và đội hình thi đấu trận đầu tiên chung kết đồng đội nam giữa vận động viên Lê Đình Duy, LTV Lâm Đồng đấu với vận động viên Huỳnh Ngọc Duy Anh, Bích Nga Bảo Lộc. Trận chung kết đồng đội nữ, trận đầu tiên giữa hai vận động viên Nguyễn Ngọc Yến Nhi của Bích Nga Bảo Lộc và đội LTV Vũ Thúy Vi. Mời các vận động viên có tên chúng ta khởi động, gặp trọng tài bốc thăm, chuẩn bị thi đấu. Điều khiển trận thi đấu chung kết đồng đội nam: trọng tài chính ông Phan Đình Danh, trọng tài bàn ông Cầm Nguyễn Anh Huy. Điều khiển trận chung kết đồng đội nữ: trọng tài chính ông Phạm Chấn Thọ, trọng tài bàn ông Trịnh Nhật Phát. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trận chung kết đồng đội nam giữa đội LTV và đội Bích Nga đang khởi động. Trận đầu tiên, vận động viên Lê Đình Duy của LTV sẽ giao bóng trước. Vận động viên Huỳnh Ngọc Duy Anh chuẩn bị. Trọng tài chính điều khiển ông Phạm Đình Danh. Duy Anh đánh bóng ra ngoài. 1-0 cho Lê Đình Duy. Giao bóng chạm lưới. Giao bóng lại. Dệt bóng tốt. Điểm cho Duy. 2-0. Đổi cho bóng. Duy Anh giao bóng. 0-2. Dịch bóng chạm lưới và Duy đã đưa bóng ra ngoài. Điểm cho Duy Anh. 1-2. Dịch bóng trái tay tốt. Điểm cho Duy Anh. 2-2. What?
Duy Anh giao bóng và chặn đẩy trái tay tốt, điểm cho Duy Anh, xin lỗi, điểm cho Đình Duy, 3-2. Giao bóng xoay xuống rất nặng và điểm cho Đình Duy, 4-2. Cú dập trái tay của Đình Duy rất xoáy, điểm cho Đình Duy, 5-2. Một cú dập tiếp của Đình Duy, điểm cho Đình Duy, 6-2. Một cú đối giật lại của Đình Duy, điểm cho Đình Duy, 7-2. Đình Duy là một vận động viên trẻ đang là đội tuyển của A1 Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là đội A1 quốc gia. Duy Anh bóng ra ngoài, điểm cho Đình Duy, 8-2. Bóng quá tốt, Duy Anh đã né trái, giật phải, điểm cho Duy Anh, 3-8. Giật bóng trái tay không qua, điểm cho Duy Anh, Đình Duy. Đình Duy đem bóng không qua lưới, điểm Duy Anh, 9-4. Duy Anh giật bóng rất xoáy, rút ngắn tỷ số còn là 5-9. Quá hay, một đường bóng rất xuất sắc. Đình Duy đã dập bóng, Duy Anh chặn đẩy, tuy nhiên Đình Duy đã di chuyển bên phải dập thêm điểm, nâng tỷ số lên 10-5. Và điểm kết thúc ván đấu thứ nhất, Đình Duy đang tạm dẫn Duy Anh với tỷ số 1-0. Hai vận động viên đội 13. Và như vậy ở bên bàn chung kết đồng đội nữ giữa đội Bích Nga và đội LTV, giữa hai vận động viên Thúy Vi và Yến Nhi đang tỷ số là 10-10. Yến Nhi dập bóng tốt nâng tỷ số lên 11-10. Thúy Vi cầm dập bóng, một pha đôi công, nhưng Yến Nhi đã đánh bóng ra ngoài, điểm số hiện giờ lại cân bằng 11-11. Thúy Vi giật bóng quá tốt nâng tỷ số lên 12-11. Thúy Vi là đội của LTV đang thi đấu trận đầu tiên với vận viên Yến Nhi. Và Yến Nhi đã quân bình tỷ số 12-12. Yến Nhi dập bóng hụt và điểm cho Thúy Vi, 13-12. Cú đôi công không có lưới, điểm cho Yến Nhi và tỷ số hiện giờ là 13-13.
trở lại bàn thi đấu đồng đội nam, hai vận động viên tiếp tục vào thi đấu. Và như vậy kết thúc ván thứ nhất của đồng đội nữ, vận động viên Vũ Thúy Vy đang dẫn trước Yến Nhi với tỷ số 1-0. Và như vậy qua lại bàn số 3 để chuyển quý vị theo dõi trận chung kết đồng đội nam ở ván thứ 2 giữa Đình Duy và Duy Anh. Duy Anh đánh bóng ra ngoài, điểm cho Đình Duy 2-2. Giật trái tay của Duy Anh ra ngoài, điểm số cho Đình Duy. Hai ba. Đình Duy giật sấy, tuy nhiên bóng đã ra ngoài, điểm cho Duy Anh. Tỷ số giờ đang là 3-3. Chúng tôi xin giới thiệu là vận động viên mặc áo vàng là của đội Stiga Bích Nga và vận động viên mặc áo xanh là của vận động viên LTV Lâm Đồng. Giật bóng trái tay ra ngoài, điểm cho Đình Duy 4-3. Đình Duy đã không khéo giao bóng dài phía trái và nâng tỷ số lên 5-3, điểm trực tiếp. Và như vậy Duy Anh tiếp tục cầm giao bóng 3-5. Đình Duy giao bóng ra ngoài, giật bóng ra ngoài, điểm cho Duy Anh 4-5. Quá hay, Đình Duy đã dập đối dập với một cú dập bên phải thuận tay, nâng tỷ số lên 6-4. Duy Anh chặn bóng tốt, điểm cho Duy Anh 6-5. Một pha đối công xuất sắc của Đình Duy, nâng tỷ số lên 7-5. Điểm cho Duy Anh 6-7. Cú dứt phải rất tốt của Đình Duy, nâng tỷ số lên 8-6. Một pha vẩy bóng trên bàn bằng cổ tay, tuy nhiên bóng đã không vào lưới, nâng điểm số cho Duy Anh, tỷ số hiện giờ đang là 8-7. Quá xuất sắc, Đình Duy đã thể hiện cái đẳng cấp qua pha đối công của mình, nâng tỷ số lên 9-7. Giờ Duy Anh tiếp tục giao bóng 7-9. Giao bóng lại.
pha giống dài của Duy Anh gây khó khăn cho Đình Duy, và Duy Anh đã dịch phải thành công, nâng tỷ số lên 8-9. Tiếp tục một cú vẩy bóng trên bàn đã thành công của Đình Duy. Tỷ số giờ đang là 10-8. Đình Duy của LTV đang tạm dẫn 18. Ván thứ hai. Quá xuất sắc, và Đình Duy đã nâng tỷ số lên 11-8 và tạm dẫn Duy Anh với tỷ số 2-0. Ở bàn đồng đội nữ giữa đội Bích Nga và đội LTV đang diễn ra ván thứ hai. Tỷ số giờ đang là 8-10. Pha đôi công và đá bóng tốt, Yến Nhi đã quân bình tỷ số 1-1 qua ván thứ hai với tỷ số 11-8. Như vậy ở đồng đội nữ, hai đội đang hòa nhau với tỷ số 1-1 ở ván thứ nhất. Tiếp tục vào ván thứ ba. Ở đồng đội nam, hai đồng viên Lê Đình Duy và Vinh Ngọc Duy Anh. Trong giải bóng bàn trên cúp các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng, tranh cúp LTV lần thứ tư năm 2017 gồm có 16 đội nam, và như vậy hai đội mạnh nhất đang diễn ra trận chung kết giữa đội LTV và đội Bích Nga. Đình Duy vừa có cú dập bóng tốt, điểm cho Đình Duy 1-0. Duy Anh quân bình tỷ số 1-1. Một cú vẩy cổ tay trên bàn của Duy Anh nâng tỷ số lên 2-1. Duy Anh tiếp tục giao bóng xoáy xuống nặng, và Đình Duy đã đưa bóng dính lưới, điểm cho Duy Anh 3-1. Duy Anh dập bóng ra ngoài, điểm cho Đình Duy của LTV 2-3. Một cú bật bóng ra ngoài của Đình Duy, tỷ số là 4-2 cho Duy Anh. Một cú dập trái tay không thành công của Đình Duy, tỷ số được nâng lên 5-2 cho Duy Anh. Một cú trái tay rất tốt của Duy Anh và thêm trái thứ hai, chạm bóng, bóng đã chạm vào cạnh bàn và nâng tỷ số lên 6-2. Đình Duy giao bóng, à,
né trái nhưng mà dứt bóng ra ngoài. Điểm cho Duy Anh 2-7. Bóng không có lưới và như vậy Duy Anh nâng tỷ số lên 8-2. Đình Duy lại giật bóng ra ngoài. Ở những quả đưa bóng lỏng của Duy Anh, Đình Duy đã giật bóng ra ngoài và nâng tỷ số lên 9-2 cho Duy Anh. Và một cú giật thuận tay của Duy Anh nâng tỷ số lên 12. Đình Duy cầm được bóng. Đình Duy tiếp tục dập, rút ngắn tỷ số xuống còn 30. Quá hay, một đường bóng rất xuất sắc của Đình Duy. Rút ngắn tỷ số xuống còn 40. Đình Duy nhà bóng và cú né trái giật chữ Y và ghi điểm cho Đình Duy 11-4. Như vậy Duy Anh cho rút ngắn tỷ số lại 4. Như vậy ở ván thứ ba này Duy Anh đã rút ngắn tỷ số lại 1-2. Tỷ số của đồng đội nam ở trận đấu đầu tiên thì Đình Duy của LTV vẫn đang dẫn Duy Anh với tỷ số 2-1. Và ở bàn số 2 tranh chung kết đồng đội nữ giữa đội LTV và đội Bích Nga, tỷ số hiện giờ đội LTV đang tạm dẫn 2-1 trong trận đấu đầu tiên của Vũ Thúy Vi đang dẫn Yến Nhi 2-1. Một cú bạt rất tốt của Thúy Vi, 1-1. Trở lại bàn số 3 trận chung kết đồng đội nam, một cú giật phải tay của Duy Anh đã ra ngoài. Không một. Một cú trái tay của Duy Anh và thêm cú thuận tay, Duy Anh đã rút ngắn tỷ số lại, quân bình tỷ số 1-1. Cú giật thuận tay tốt của Đình Duy nâng tỷ số lên 2-1. Điểm cho Đình Duy 3-1. Như vậy là tỷ số hiện là 1-3. Duy Anh tiếp tục giao bóng.
Anh vào bóng dài và đánh lừa được Đình Duy, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Điểm cho Duy Anh, cú giật thuận tay 3-3. Đình Duy tiếp tục giữ bóng. Pha đưa tông xa bàn, tuy nhiên người đóng ra ngoài lại là Đình Duy và tỷ số được nâng lên cho Duy Anh 3-4. Duy Anh đánh bóng không có lưới, một quả bóng chìm nặng của Đình Duy, tỷ số được quân bình 4-4. Một quả chặn đầy trái của Duy Anh, bóng tốt, điểm cho Duy Anh 5-4. Duy Anh giật bóng trái tay không qua lưới, anh giật hơi nhẹ và bị cái bóng cắt nặng của Đình Duy. Tỷ số hiện giờ đang là 5-5. Duy Anh giật bóng ra ngoài, điểm cho Đình Duy 6-5. Cú chặn đẩy trái của Đình Duy không có lưới, tỷ số hiện giờ là 6-6 ở ván thứ tư. Đình Duy lại đánh bóng không có lưới, điểm cho Duy Anh 7-6. Quá tốt, Đình Duy đã giật bóng rất xoáy và quân bình tỷ số 7-7. Đôi công, tuy nhiên Duy Anh đã đánh bóng ra ngoài và điểm số được nâng lên 8-7 cho Đình Duy. Pha đánh bóng trên nào, tuy nhiên cuối cùng Duy Anh đã lùi xa và đánh trái tay, quân bình tỷ số lại 8-8. Đây là những điểm số quyết định. Vận động viên Duy Anh của đội Bích Nga đã xin tạm dừng. Phút tạm dừng của đội Bích Nga. Trở lại bàn số 2. Trận chung kết đồng đội nữ giữa hai vận động viên Yến Nhi và Thúy Vi của LTV và Bích Nga. Hiện giờ hai vận động viên đang hòa nhau với tỷ số 2-2. Đang bước theo qua ván thứ 5. Thúy Vi giao bóng, tỷ số hiện giờ đang là 2-0. Một pha giật phải tốt của Thúy Vi nâng tỷ số lên 3-0 cho Thúy Vi. Như vậy trong giải bóng bàn cúp các câu lạc bộ Lâm Đồng mở rộng
trên cúp LTV lần thứ tư năm 2017. Hai trận chung kết đều diễn ra giữa hai đội, đội Bích Nga Bảo Lộc và đội LTV, giữa đồng đội nam và đồng đội nữ. Tiếp tục hết giờ hội ý. Trận đồng đội nam giữa Duy Anh cầm như bóng. Và Duy Anh giật bóng chạm lưới, bóng bật ra ngoài và Đình Duy nâng tỷ số lên 9-8. Đây là những giây phút quyết định của trận đấu thứ nhất giữa hai vận động viên Đình Duy và Duy Anh. Duy Anh từ Bích Nga đang giao bóng, tỷ số đang là 8-9. Một trái cổ tay của Đình Duy bật vào bàn rất tốt và Duy Anh đã đánh bóng chạm gần vợt ra ngoài, nâng điểm số cho Đình Duy 18. Như vậy Đình Duy có 2 match point. Và Duy Anh giật bóng hụt điểm cho Đình Duy 11-8. Kết thúc ván thứ tư, Đình Duy dẫn với tỷ số 3-1 và kết quả Đình Duy thắng 3-1. Như vậy ở trận đồng đội nam đầu tiên với đội LTV và đội Bích Nga, hiện giờ đội LTV đang tạm dẫn trước đội Bích Nga với tỷ số 1-0. Trở lại bàn số 2, trận chung kết đồng đội nữ. Vận động viên của đội LTV đang dẫn trước 6-1 ở ván quyết định, ván thứ 5. Thúy Vi đang giao bóng. Một pha đôi công và Thúy Vi đã đánh bóng ra ngoài để Yến Nhi rút ngắn tỷ số xuống còn 2-6. Tiến Nhi đánh bóng ra ngoài và Thúy Vi nâng tỷ số lên 7-2. Một pha giao bóng xoáy xuống của Yến Nhi và Thúy Vi đã đẩy bóng không qua lưới, rút ngắn tỷ số còn lại 3-7. Điểm số đang là 7-3. Thúy Vi của LTV tiếp tục giao bóng. Pha đôi công, tuy nhiên Yến Nhi đã đánh bóng không qua lưới. Thúy Vi đang dẫn trước 8-3. Một pha giật bóng của Thúy Vi thiếu lực, bóng không qua lưới. Tỷ số hiện giờ đang là 8-4. Yến Nhi giao bóng. Cú giao bóng giật bóng trái tay và Thúy Vi là giật bóng hỏng. Điểm số được rút ngắn còn 5-8 cho Yến Nhi. Một pha đôi công, Thúy Vi lại đánh bóng ra ngoài. Và như vậy là Thúy Vi của LTV đã xin tạm dừng ở ván thứ 5. Tỷ số đang là 8-6. Trở lại bàn thi đấu đồng đội nam ở bàn số 3, trận thứ 2 giữa hai vận động viên Tô Hoàng Linh và Nguyễn Phi Vũ. Tô Hoàng Linh trong áo vàng của đội Bích Nga. Và
Nguyễn Phi Vũ trong áo vàng của đội Bích Nga và Tô Hoàng Linh của đội LTV Lâm Đồng. Một trái quả giật bóng ra ngoài của Tô Hoàng Linh, điểm cho Nguyễn Phi Vũ 3-1. Giao bóng tốt và Phi Vũ đã để bóng chạm lưới. Phi Vũ giật bóng ra ngoài, điểm cho Hoàng Linh 3-3. Vũ giật bóng xoáy xuống và Hoàng Linh giật bóng không qua lưới. Điểm cho Phi Vũ 4-3. Một cái đẩy trái tốt của Phi Vũ nâng tỷ số lên 5-3. Linh đã cho bóng xoáy xuống và Phi Vũ đã gắn bóng không qua lưới. Điểm cho Hoàng Linh 4-5. Tốt. Một quả bóng ăn điểm trực tiếp của Hoàng Linh. Tỷ số đang quân bình 5-5. Trái tay tốt của cô Hoàng Linh khi Phi Vũ giật bóng ngoi lên và Hoàng Linh đã đẩy trái cực mạnh nâng tỷ số lên 6-5 cho Hoàng Linh. Quả bóng xoáy xuống và Hoàng Linh đã để bóng không qua lưới. Tỷ số giờ là 6-6. Phi Vũ giật bóng ra ngoài, điểm cho Hoàng Linh 7-6. Giao bóng xoáy lên tốt của Phi Vũ đánh lừa được Hoàng Linh và Hoàng Linh đã đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Phi Vũ, xin lỗi, điểm cho Hoàng Linh 8-6. Quả giật thuận tay của Phi Vũ rút ngắn xuống tỷ số còn 7-8. Một quả bóng xoáy và Hoàng Linh đã bóng ra ngoài, điểm cho Phi Vũ 8-8. Hoàng Linh tiếp tục giao bóng. Phi Vũ đã giật ngay quả bóng đầu và nâng tỷ số lên 9-8. Một pha giật quá hay, một pha giật bóng đôi tầm quá hay của hai vận động viên. Và cuối cùng thì Phi Vũ đã là người thắng trong pha bóng này. Tỷ số 18. Phải nói rằng pha bóng vừa rồi phải đáng khen cho cả hai vận động viên. Phi Vũ giao bóng 18, điểm cuối của ván thứ nhất. Và Phi Vũ đã giao bóng xoáy lên và Hoàng Linh đã để bóng ra ngoài. Như vậy khép lại ván thứ nhất.
Phi Vũ của Bích Nga đang tạm dẫn 1-0. Như vậy ở trận đồng đội nữ, đội Vũ Thúy Vi của LTV đã thắng Yến Nhi của Bích Nga với tỷ số 3-2. Như vậy đội LTV nữ trong giải đồng đội đang tạm dẫn trước đội Bích Nga với tỷ số 1-0. Và trận thứ hai, hai vận viên đang khởi động là Hà Bảo Xuyên của Bích Nga và Đinh Huỳnh Tố Quyên đang khởi động trên bàn số 2. Sau khi kết thúc các trận thi đấu đồng đội nam và nữ, các trận chung kết hôm nay sẽ diễn ra các trận thi đấu đơn giữa 65 vận động viên nam và 24 vận động viên nữ sẽ thi đấu loại trực tiếp một lần thua vào chiều nay, tối nay và sáng mai vào lúc 8 giờ là các trận tứ kết, bán kết và chung kết của giải đơn sẽ được diễn ra tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Bảo Lộc. Tiếp tục qua ván thứ hai thì chúng tôi thấy Hoàng Linh đã có một pha bóng giật rất tốt và nâng tỷ số 1-0 ở ván thứ hai. Tỷ số 1-1. Hoàng Linh như bóng. Phi Vũ đánh bóng ra ngoài, điểm cho Hoàng Linh 2-1. Một pha giao bóng dài của Hoàng Linh gây bất ngờ cho Phi Vũ và Phi Vũ trả qua thì bằng cú trái tay của Hoàng Linh đã nâng tỷ số lên 3-1 cho Hoàng Linh của đội LTV Lâm Đồng. Cú giật đối giật của Hoàng Linh nâng tỷ số lên 4-1. Một cú giật phải tốt của Phi Vũ rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Không thành của Phi Vũ, Hoàng Linh nâng tỷ số lên 5-2. Hoàng Linh dập bóng ra ngoài, Phi Vũ để bóng lỏng, Hoàng Linh né trái dập bóng ra ngoài và điểm cho Phi Vũ, tỷ số đang là 3-5, Hoàng Linh đang tạm dẫn. Phi Vũ đánh bóng trái tay ra ngoài, điểm cho Hoàng Linh 3-6. Một pha đối giật, Hoàng Linh đánh bóng ra ngoài, Phi Vũ rút ngắn tỷ số xuống còn 4-6. Xoay xuống và Phi Vũ đã giật bóng chạm lưới ra ngoài, điểm cho Hoàng Linh 7-4. Một pha đối giật, Phi Vũ tiếp tục giật bóng ra ngoài, điểm cho Hoàng Linh 8-4.
pha đánh bóng trên bàn Hoàng Anh tốt, nâng tỷ số lên 4-9. Và Hoàng Linh có một pha bỏ bóng nhỏ ngắn bàn và Phi Vũ đó đánh bóng không qua lưới, điểm cho Hoàng Linh 14. Một pha giật phải tốt của Hoàng Linh và kết thúc ván thứ hai, Hoàng Linh dẫn với tỷ số 11-4. Và như vậy qua hai ván đấu, hai đội, hai vận động viên đang hòa nhau với tỷ số 1-1. Tiếp tục vào thi đấu ở ván thứ ba. Ván thứ ba, Hoàng Linh của LTV cho bóng. Một quả cho bóng dài với người của Phi Vũ, làm Phi Vũ giật mình và tỷ số được nâng lên cho Hoàng Linh 1-0. Hoàng Linh giật bóng không qua lưới, 1-1. Và như vậy pha đôi tông trái tay, Hoàng Linh đã đẩy trái qua chữ Y và nâng tỷ số lên 2-1. Phi Vũ giơ bóng, giơ bóng xoáy xuống nặng và Hoàng Linh đã đánh bóng không qua lưới, tỷ số giờ đang là 2-2. Tô Hoàng Linh tiếp tục giơ bóng. Một pha giơ bóng rất tốt, tuy nhiên pha kết thúc thì lại đánh ra ngoài, Hoàng Linh đã bỏ mất cơ hội cho điểm số này. À, tỷ số đang là 2-3 cho Phi Vũ. Và tiếp theo đó là một quả đập tốt của Hoàng Linh, tỷ số đang là 3-3. Đôi công xa bà, tuy nhiên người chiến thắng vẫn là Phi Vũ 4-3. Bằng một pha váy trên bàn bằng cổ tay, Hoàng Linh đã nâng tỷ số 4-4. Linh cầm cho bóng 4-4. Và Phi Vũ đã tận dụng ngay quả bóng đầu tiên và anh đã giật tốt, ghi điểm cho mình. Tỷ số hiện giờ đang là 4-5. Hoàng Linh cho bóng. Phi Vũ đã đánh bóng không qua, điểm số đang là 5-5. Phi Vũ của Bích Nga tiếp tục giao bóng. Quá hay, và như vậy là Phi Vũ né người giật, tuy nhiên qua phía bên phải của Hoàng Linh thì Hoàng Linh đã tiếp tục giật bằng quả xoáy chữ Y
và nâng tỷ số lên cho Hoàng Linh 5-6. Tiếp giật một quả nữa, tuy nhiên Hoàng Linh đã giật bóng chạm lưới ra ngoài, điểm số đang là 6-6. Tỷ số hiện giờ đang là 6-6 và Tô Hoàng Linh tiếp tục giao bóng. Và anh đã giao bóng dài, tuy nhiên Phi Vũ đã giật bóng trúng cạnh bàn bật ra ngoài, nâng tỷ số lên cho Tô Hoàng Linh 7-6. Tô Hoàng Linh giao bóng dài, tuy nhiên bóng lại xoáy xuống. Mà như vậy Phi Vũ đã đánh bóng dính lưới. Tô Hoàng Linh đang dẫn trước 8-6. Như vậy ở ván thứ 3 này, Nguyễn Phi Vũ đã xin tạm dừng. Tỷ số hiện giờ đang là 6-8. Ván thứ 3 này hiện giờ là Hoàng Linh của LTV đang dẫn trước 8-6. Tiếp tục trở lại bán số 2 ở trận chung kết đồng đội nữ, trận thứ 2 giữa hai vận động viên Bảo Xuyên và Tố Quyên. Như vậy Tố Quyên đang dẫn trước với tỷ số 2-0 và ván thứ 3 Tố Quyên đang dẫn điểm 5-2. Một cú trái tay của Hà Bảo Xuyên đã tốt và rút ngắn xuống tỷ số còn 3-5. Một cú giao bóng dài, tuy nhiên Tố Quyên đã đẩy bóng trái tay tốt và Bảo Xuyên đã đánh bóng ra ngoài, nâng tỷ số lên 3-6. Một quả giật bóng không qua lưới của Bảo Xuyên và Tố Quyên nâng tỷ số lên 7-3. Trở lại bàn thi đấu số 3, hai vận động viên của đồng đội nam. Như vậy là Hoàng Linh đang dẫn Phi Vũ với tỷ số 9-6. Một quả giật trái tay rất tốt, tuy nhiên pha bóng cuối cùng là Phi Vũ đã thành công và rút ngắn tỷ số xuống còn 7-9. Và qua những phút hủy xong thì Phi Vũ đã đang lấy lại sự tỉnh táo để tiếp tục thi đấu ở ván thứ 3. Như vậy là Tô Hoàng Linh đang cầm giao bóng 9-7. Anh giao bóng ngắn xoáy xuống và như vậy Phi Vũ đã bị đánh bóng không qua lưới. Và điểm số 17 ở ván thứ 3 này. Và thêm một quả bóng giao bóng chuột dài và lại xoay xuống. Và Tô Hoàng Linh đã thành công trong pha bóng giao bóng vừa rồi, đã kết thúc ván thứ 3, nâng tỷ số lên 2-1. Như vậy ở ván thứ 3 này Tô Hoàng Linh đang tạm dẫn trước Nguyễn Phi Vũ của Bích Nga với tỷ số 2-1. Và trở lại ở bàn số 2 thì trận chung kết đồng đội nữ ván thứ 2 thì Đinh Huỳnh Tố Quyên đã thắng Hà Bảo Xuyên với tỷ số 3-0. Và hiện giờ trận chung kết đồng đội nữ, đội LTV đang dẫn trước Estiga Bích Nga với tỷ số 2-0. Quý vị và các bạn thân mến, giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng Cúp LTV lần thứ 4 năm 2017 được diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Bảo Lộc. Quy tụ gồm có 20 đội, trong đó 14 đội
nam và 6 đội nữ, chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, và các đội đã vào vòng 2 thi đấu loại trực tiếp. Đến nay thì trận chung kết của đồng đội nam là LTV gặp đội Bích Nga, và chung kết đồng đội nữ cũng là đội LTV và đội Bích Nga. Và sau khi kết thúc các trận đồng đội, các trận thi đấu đơn sẽ được diễn ra giữa 65 vận động viên của nam và 24 vận động viên nữ. Như vậy chúng tôi xin quay lại trận đồng đội của giữa đội LTV và đội Bích Nga. Hiện nay đội vận động viên Tô Hoàng Linh đang dẫn trước 2-1 ở 3 ván đầu và ván thứ tư này. Tô Hoàng Linh đang tiếp tục khởi sắc, tỷ số hiện giờ đang là 1-2. Hoàng Linh giao bóng, và như vậy anh giao bóng chuỗi dài và Phi Vũ đã thua rất nhiều điểm này. Tỷ số giờ đang là 2-2. Chúng tôi nhận thấy là những đường bóng giao dài và chuỗi chìm, Phi Vũ thường đánh bóng rút lưới. Và Hoàng Linh đánh bóng ra ngoài, nâng tỷ số lên cho Phi Vũ 3-2. Một quả giật thuận tay của Hoàng Linh không qua lưới, điểm cho Phi Vũ 2-4. Hoàng Linh đánh bóng không qua lưới, bóng rất cao, tuy nhiên là anh di chuyển hơi chậm và đánh rút lưới. Điểm số được nâng lên cho Phi Vũ 2-5. Hoàng Linh giao bóng ra ngoài, điểm được nâng lên cho Phi Vũ 6-2. Một quả giật thuận tay tốt, tuy nhiên Hoàng Linh đã đẩy bóng trái tay ra ngoài. Điểm số nâng lên cho Phi Vũ 7-2. Một cú chặt đẩy trái xuất sắc của Phi Vũ, tỷ số đang là 8-2. Điểm cho Hoàng Linh 3-8. Một cái cú đẩy trái tay thật xuất sắc, và đồng thời thêm một cú bạt phải của Hoàng Linh, tỷ số được rút ngắn xuống còn 4-8. Cú giật trái tay tốt của Phi Vũ, tỷ số nâng lên 9-4. Giật bóng không qua lưới, điểm cho Hoàng Linh 5-9. Như vậy theo quy định của ban tổ chức giải, khi thi đấu nội dung đồng đội, các vận động viên phải mặc trang phục thống nhất. Và như vậy vận động viên của đội Bích Nga đã vi phạm và trọng tài tạm dừng để cho vận động viên của đội Bích Nga mặc trang phục đúng theo quy định của ban tổ chức.
trận đấu trở lại với bàn số 3. Như vậy vận viên Hoàng Linh tiếp tục giao bóng với tỷ số hiện nay đang là 5-9. Phi Vũ giật bóng ra ngoài và điểm cho Hoàng Linh 6-9. Một cú giật xoáy của Phi Vũ và Hoàng Linh đã để bóng chạm cạnh vợt bay ra ngoài, nâng tỷ số lên 16 cho Phi Vũ. Như vậy điểm số ở ván thứ tư này Phi Vũ đang tạm dẫn. Và một pha đôi công thật bén và Hoàng Linh đã đẩy trái rất mạnh, rút ngắn tỷ số xuống còn 17. Pha đẩy trái tay của Hoàng Linh rất là xuất sắc. Và cuối cùng thì Hoàng Linh đã giật bóng ra ngoài để Phi Vũ kết thúc ván thứ tư với tỷ số 11-7. Hiện nay hai vận viên đang hòa nhau với tỷ số 2-2. Như vậy ở trận đồng đội nam trận thứ hai, vận viên Hoàng Linh và Phi Vũ đang hòa nhau với tỷ số 2 đều. Về trở về bàn số 2 trận chung kết đồng đội nữ ở nội dung trận thứ 3 giữa 4 vận viên của đội Bích Nga là Bảo Quỳnh, Bảo Xuyên đang gặp Hồng Vân và Thúy Vi. Tỷ số hiện giờ đội Bích Nga đang dẫn 9-5 ở ván đấu này. Và Thúy Vi đã đá bóng không qua lưới. Để điểm cho Thúy Vân và Thúy Vi 6-10. Bóng ra ngoài và đội LTV đã rút ngắn tỷ số xuống còn 7-10 ở ván thứ nhất trong trận đấu đôi. Trở lại bàn số 1 giữa hai vận viên Phi Vũ và Hoàng Linh. Hoàng Linh giao bóng 1-0. Anh giao bóng xoáy xuống và Phi Vũ đánh bóng không qua lưới, nâng điểm số lên 2-0 cho Hoàng Linh. Phi Vũ giật bóng không qua lưới, điểm số đang là 0-3 cho Hoàng Linh. Phi Vũ đã đá bóng xoáy lên và Hoàng Linh đã đẩy bóng ra ngoài. Phi Vũ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Hoàng Linh giao bóng 3-1. Anh giao bóng tình cao, tuy nhiên anh giao bóng xoáy lên và Phi Vũ đã né trái giật phải và rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2. Pha giật đôi công tốt của Hoàng Linh, nâng tỷ số lên 4-2. Phi Vũ giật bóng ngắn và Hoàng Linh moi lên. Tuy nhiên Phi Vũ đã tiếp tục giật bóng
thuận tay và rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Pha đôi công, tuy nhiên cuối cùng người thắng trong pha bóng này lại là Phi Vũ. Anh đã quân bình tỷ số 4-4. Và Tô Hoàng Linh của LTV tiếp tục thực hiện giao bóng của mình. Giao bóng xoáy xuống và Phi Vũ đã đánh bóng không qua lưới. Điểm số cho Hoàng Linh. Hai vận viên đổi bên. Đây là trận ván đấu quyết định. Tỷ số đang là 2-2 và điểm số của ván thứ 5 là 5-4. Hoàng Linh đang tạm dẫn. Thuận tay tốt, sâu vàng và Hoàng Linh đã nâng tỷ số lên 6-4. Phi Vũ giật qua chơi, tuy nhiên Hoàng Linh đã di chuyển xa bàn giật lại, bóng rất là xuất sắc và nâng tỷ số lên 7-4 cho Hoàng Linh. Trái tay và cuối cùng Tô Hoàng Linh đã nâng tỷ số lên 8-4. Đây là những điểm số quyết định của ván thứ 5 trận chung kết đồng đội nam giữa đội LTV và đội Bích Nga. Tô Hoàng Linh cầm giao bóng, tỷ số đang là 8-4. Bóng rất tốt, tuy nhiên Hoàng Linh lại bỏ lỡ cơ hội này bằng một cú giật không qua lưới để Phi Vũ rút ngắn tỷ số xuống còn 8-5. Trái tay hụt bóng của Phi Vũ và Tô Hoàng Linh nâng điểm số lên 9-5. Như vậy chỉ còn 2 điểm nữa là Hoàng Linh có thể thắng được trận đấu này. Phi Vũ giao bóng 5-9. Cú giật phải thuận tay tốt của Phi Vũ rút ngắn tỷ số xuống còn 6-9. Thuận tay tốt, nâng tỷ số lên 16. Được xa bàn rất tốt của Hoàng Linh. Tỷ số đang là 16.
pha đối dật đối công và Phi Vũ đã rút ngắn tỷ số xuống còn 17. Cú giật bóng trượt nữa của Tô Hoàng Linh đã làm cho Phi Vũ né người giật hụt bóng và kết thúc ván thứ 5 11-7 nghiêng về cho Tô Hoàng Linh. Và kết thúc trận đấu này, Tô Hoàng Linh thắng Nguyễn Phi Vũ với tỷ số 3-2. Như vậy trong hai trận đấu, đội LTV đang tạm dẫn trước đội Bích Nga với tỷ số 2-0. Trở lại bàn thi đấu chung kết đồng đội nữ đang diễn ra trận đôi, và như vậy đôi của Bích Nga đã thắng hai ván đầu, và ở ván thứ ba đôi Bích Nga đang tạm dẫn 7-4. Và nếu như đội Bích Nga thắng ở trận đôi này thì tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn 1-2, và trận thi đấu chung kết đồng đội nữ sẽ phải tiếp tục diễn ra ở trận thứ tư nữa. Hồng Vân giao bóng 5-7 và đội Bích Nga đã đánh bóng không qua lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 6-7. Tiếp tục trở lại trận thi đấu chung kết đồng đội nam, nội dung đôi ván trận thứ 3 giữa Đình Thông Hoàng Linh của LTV và Hoàng Long Phi Vũ của Bích Nga Bảo Lộc. Tỷ số hiện giờ đang là 10-10 ở ván thứ nhất. Một cú bật bóng ra ngoài của LTV, tỷ số được nâng lên cho Bích Nga 11-10. Phi Vũ giật bóng và Hoàng Linh giật bóng hụt, và ván thứ nhất của nội dung đôi trận thứ 3 đội Bích Nga đang tạm dẫn trước với tỷ số 1-0. Ở nội dung đồng đội nữ, sau khi thắng trận đôi, đội Bích Nga đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Và trận thứ tư giữa Hồng Vân và Yến Nhi đang thi đấu ở bàn số 2. Hồng Vân giật bóng không qua lưới, tỷ số là 5-7. Yến Nhi giao bóng 7-5. Một pha giật bóng trái tay tốt của Yến Nhi nâng tỷ số lên 8-5. Và Hồng Vân đánh bóng không qua lưới để tỷ số được nâng lên cho Yến Nhi 5-9. Trở lại bàn thi đấu đồng đội nam, Hoàng Linh giao bóng đội Bích Nga đánh bóng ra ngoài, điểm cho đội LTV 2-1. Hoàng Linh giao bóng chạm lưới
và được giao bóng lại. Tỷ số đang là 2-1. Giao bóng ngắn, tuy nhiên Hoàng Long của đội Bích Nga đã giật bóng không qua lưới. Điểm số đang là 3-1 cho đội LTV. Quá xuất sắc, một đường bóng quá xuất sắc của Đình Thông. Tỷ số được nâng lên 4-1. Phi Vũ giao bóng. Và như vậy là Hoàng Linh đánh bóng không qua lưới. Điểm số được rút ngắn xuống còn 2-4. Pha đối công của đội LTV đã nâng tỷ số lên 5-2. Đình Thông và Hoàng Linh đã thành công trong pha bóng vừa rồi. Hoàng Long giật bóng ra ngoài. Điểm cho Thông và Linh. Bích Nga giao bóng. Long giao bóng. Giao bóng và Linh đã giật bóng không qua lưới. Điểm số được rút ngắn xuống còn 3-6. Pha đôi công trên bàn và Phi Vũ đã thành công trong pha bóng này. Tỷ số là 4-6. Hoàng Linh giao bóng. Một pha đánh bóng thành công của Phi Vũ và tỷ số được rút ngắn xuống còn 5-6. Hoàng Long của đội Bích Nga đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Đình Thông và Hoàng Linh. 5-7. Giật bóng tốt của Hoàng Long. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 6-7. Giật bóng bằng cổ tay trên bàn của Hoàng Linh không qua lưới. Lại một quả giật không thành công của Hoàng Linh. Hoàng Long đánh bóng ra ngoài, điểm số đặt quân bình 8-8. Giao bóng rất ngắn, do vậy Hoàng Linh đã đánh bóng hỏng, điểm 9-8. Và lần này thì Hoàng Linh đã thực hiện thành công, điểm số đang là 9-9. Hoàng Linh giao bóng. Và một pha bóng rất đẹp, tuy nhiên người kết thúc cuối cùng là Phi Vũ đã thực hiện đánh bóng không qua lưới. Điểm cho Thông và Linh của đội LTV. Một quả bật trái tay rất tốt của Đình Thông và kết thúc ván thứ hai. Đội Đình Thông và Hoàng Linh đã thắng Hoàng Long Phi Vũ. Quân bình tỷ số 1-1 ở trận đấu thứ ba này.
tiếp tục ở ván thứ ba của trận đấu thứ ba. Đội LTV do bóng trước. Hoàng Long đánh bóng không qua lưới, điểm cho LTV 1-0. Dịch bóng ra ngoài, điểm cho Thông và Linh của LTV. Đội giữ bóng 0-2. Hoàng Long giữ bóng bằng một cú dịch cổ tay trên bàn rất tốt của Đình Thông, nâng tỷ số lên 3-0. Lần này thì Đình Thông đã đánh bóng hỏng, điểm 3-1. Phi Vũ đánh bóng hỏng, điểm cho Thông và Linh 4-1. Đẩy trái tay không qua lưới và tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-4. Phi Vũ giao bóng, bằng một cú moi sấy nhẹ của Hoàng Linh đã nâng tỷ số lên 5-2 cho đội LTV. Bóng lại dày vào xoáy lên và Hoàng Linh đã đánh bóng ra ngoài. Điểm số đang là 5-3. Hoàng Linh cho bóng, giao bóng lộn ô, 5-4. Và Đình Thông lại giật bóng hỏng, tỷ số được quân bình 5-5. Long giao bóng, mặc dù giao bóng rất ngắn, tuy nhiên Đình Thông đã móc bóng bằng cổ tay trên bàn và nâng tỷ số lên 6-5 cho đội LTV. Tiếp tục bằng một quả dạch bóng nhẹ nhàng của Phi Vũ, quân bình tỷ số 6-6. Một quả dạch bóng thuận tay tốt của Hoàng Linh, nâng tỷ số lên 7-6. Rất may mắn cho đội của Long và Vũ, tỷ số đang được quân bình 7-7. Bóng đã leo lưới và bàn thắng lại thuộc về đội Bích Nga. Một quả vẩy bóng ra ngoài của đội LTV, tỷ số được nâng lên 8-7 cho Long và Vũ. Một cú giật trái tay của Hoàng Long nâng tỷ số lên 9-7. Quá xuất sắc, Đình Thông giật bóng ngay trên bàn, tỷ số được rút ngắn xuống còn 8-9. Một quả giao bóng chìm và Hoàng Long đã để bóng dính lưới, tỷ số đang được quân bình 9-9. Và như vậy Hoàng Long của đội Bích Nga giao bóng. Quá xuất sắc, như vậy đội Long và Vũ đã xuất sắc pha bóng này, đã nâng tỷ số lên 19. Bằng một quả giật bóng bằng cổ tay ra ngoài và như vậy đội của Long và Vũ đã tạm dẫn với tỷ số 2-1 ở ván thứ ba. Kết quả của ván thứ ba là 11-9, đội
Long và Vũ đã nâng lên tỷ số 2-1 cho trận thứ ba này. Tiếp tục ván thứ tư giữa bốn vận động viên của trận đồng đội nam. Long vào bóng và Linh đã giật xoáy nhẹ trên bàn, nâng tỷ số lên cho đội mình 1-0. Hoàng Long thực hiện bóng bằng một cú vẩy cổ tay thật xuất sắc của Hoàng Linh, tỷ số được nâng lên 2-0. Quá hay. Và như vậy là sau khi Phi Vũ lật bóng trên bàn thì Đình Thông trả bằng cú trái tay, nâng tỷ số lên 3-0. Tiếp tục là một pha bóng giật xoáy nhẹ và Đình Thông đã nâng tỷ số lên 4-0 cho đội LTV. Một cú giật trái tay không thành công của Hoàng Linh, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-4. Phi Vũ vào bóng, anh giật ngắn, tuy nhiên Đình Thông đã giật moi xoáy nhẹ lên và nâng tỷ số lên 5-1. Đình Thông tiếp tục vào bóng, Đình Thông giao xoáy chuỗi dài và Hoàng Long đánh bóng chạm lưới ra ngoài, tỷ số được nâng lên 6-1. Một quả giật xuất sắc của Hoàng Long, tỷ số 2-6. Quá xuất sắc và một pha đôi công đối dạch của Hoàng Long đã rút ngắn tỷ số xuống còn 3-6. Quá vẩy trái tay của Phi Vũ rút ngắn tỷ số xuống 4-6. Đình Thông tiếp tục giật xoáy lên và nâng tỷ số lên 7-4. Phi Vũ đánh bóng ra ngoài, điểm cho Thông và Linh 8-4. Cú giật trái tay của Phi Vũ không thành công, điểm cho Thông và Linh 4-9. Giật phải tốt của Phi Vũ, điểm số được rút ngắn xuống còn 5-9. Giật trái không thành công của Hoàng Linh 9-6. Và một cú giật xoáy của Hoàng Long làm cho Hoàng Linh đá bóng ra ngoài, điểm rút ngắn xuống còn 7-9 cho đôi Long Vũ. Phi Vũ đánh bóng ra ngoài, điểm cho Thông Linh 7-10.
và một quả dập chạm lưới vô bàn điểm cho đội Thông Linh. Tỷ số được quân bình 2-2 ở ván trận đấu thứ ba này. Nếu như ở trận đấu thứ ba này đôi của Thông Linh thắng đội Long Vũ thì trận đấu chung kết sẽ kết thúc với phần thắng thuộc về đội LTV. Tuy nhiên còn ở trận đấu thứ ba này, nếu như cặp Long Vũ mà thua thì sẽ phải tiếp tục thi đấu ở trận thứ tư giữa các vận động viên của hai đội và trận thứ năm của các vận động viên. Ván thứ năm, đôi của Thông Linh giống trước. Một quả dập tốt của Đình Thông, 1-0 cho đôi Thông Linh. Và bóng, sau một pha bóng nâng cao lên thì Hoàng Long đã dứt điểm, kết thúc thành công pha bóng này. Quân bình tỷ số 1-1. Hoàng Long của đội Bích Nga tiếp tục giao bóng. Thông đánh bóng ra ngoài. Chúng ta tiếp tục trở lại trận đấu vì sự cố kỹ thuật. Trở lại nội dung đồng đội nam ở trận thi đấu thứ ba, đội Bích Nga đang chơi bóng, tỷ số đang là 4-3 ở ván thứ năm. Một quả giật bóng hỏng của Phi Vũ và như vậy đội LTV Thông và Linh quân bình tỷ số 4-4. Một quả giật thuận tay tốt của cặp Thông Linh nâng tỷ số lên 5-4 và hai bên đổi bàn. Và như vậy ở ván thứ năm này, đôi LTV giao bóng, tỷ số đang là 5-4. Một quả giật thuận tay tốt của Đình Thông, tỷ số được nâng lên 6-4. Phi Vũ của đội Bích Nga tiếp tục giao bóng. Một quả vẩy trái tay tốt của Hoàng Long rút ngắn tỷ số xuống còn 5-6. Giao bóng chạm lưới, thực hiện lại quả giao bóng này. Phi Vũ giao bóng và giao bóng hơi dài, do vậy Đình Thông đã tranh thủ giật bóng trước và nâng tỷ số lên 7-5 cho mình.
Đình Thông tiếp tục thực hiện quả giao bóng này. Và Hoàng Long đã giật tốt quả bóng này và điểm số được rút ngắn xuống còn 6-7. Thông giao bóng 7-6. Quá hay. Và như vậy Phi Vũ tiếp tục giật thêm quả thứ hai và Quân Bình tỷ số 7 đều ở ván thứ 5. Và một quả đẩy trái tay tốt của Phi Vũ đã nâng tỷ số lên 8-7. Và Hoàng Long giao bóng hơi dài, do vậy Hoàng Linh đã thực hiện tốt của giật phải. Quân Bình tỷ số 8 đều. Hoàng Linh thực hiện giao bóng. Một quả vẩy trái tay của Đình Thông không thành công, chạm lưới, bóng chạm lưới ra ngoài. Và tỷ số hiện nay là 8-9. Ở ván đấu quyết định này, tỷ số đang rất gần đến đích. Một quả bóng xoáy xuống và Phi Vũ đã đánh bóng không qua lưới. 9 đều cho đôi bên. Phi Vũ giao bóng. Và Đình Thông thực hiện bóng ra ngoài. Điểm số được Phi Vũ nâng lên 19. Giao bóng lại. Và như vậy Đình Thông đã giật bóng ra ngoài, kết thúc trận đấu thi đấu thứ ba này. Đội của Bích Nga là Hoàng Long và Phi Vũ đã rút ngắn tỷ số xuống trong trận chung kết đồng đội là 1-2. Như vậy hai đội sẽ phải tiếp tục thi đấu ở trận đấu thứ tư giữa Đình Duy của LTV và Nguyễn Hoàng Long của đội Bích Nga. Như vậy ở trận thi đấu chung kết đồng đội nam giữa hai đội LTV và đội Bích Nga sẽ phải thực hiện thêm trận đấu thứ tư sau khi đội của Bích Nga rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Và trận thứ tư này Đình Duy của đội LTV sẽ gặp Nguyễn Hoàng Long của đội Bích Nga. Như các bạn cũng đã biết, Đình Duy là một trong những vận động viên của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là vận động viên hạng A1 cấp quốc gia, đã thi đấu cho màu cờ của đội LTV trong giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng cúp LTV lần thứ tư năm 2017. Và như vậy đây là trận thi đấu thứ tư giữa Đình Duy và Hoàng Long. Ở trận chung kết đồng đội nữ giữa đội LTV và đội Bích Nga, hiện nay đội LTV đang dẫn trước 1-0 trong trận đấu quyết định này. 19. Và điểm số đã thuộc về Đỗ Quyên của LTV, nâng tỷ số lên 2-0 ở trận thứ 5 này. Như vậy trong trận chung kết đồng đội nữ, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 2-2. Và ở trận đấu thứ 5 chung kết thì Đỗ Quyên đã dẫn Nguyễn Hoàng Bảo Quỳnh với tỷ số 2-0. Và như vậy trở lại với nội dung đồng đội nam ở trận đấu thứ 4. Hiện nay đội LTV đang dẫn trước với tỷ số 2-1
Và ở trận thi đấu thứ tư này, Hoàng Long đang gặp Đình Duy. Hoàng Long giao bóng ở ván thứ nhất. 1-2. Và một cú giật bóng thuận tay tốt của Hoàng Long, tỷ số được quân bình 2-2. Và pha đôi công không thành công của Đình Duy, tỷ số đang là 2-3. Giật bóng chạm lưới ra ngoài, tỷ số được quân bình 3-3 cho Đình Duy. Hoàng Long giao bóng. Giật bóng ra ngoài. Điểm cho Hoàng Long, 4-3. Một pha đôi công thật hay và cuối cùng người thắng trong pha bóng này là Hoàng Long. Tỷ số được nâng lên là 5-3. Và tiếp tục là một pha giật bóng thành công của Hoàng Long, tỷ số được nâng lên 6-3. Đình Duy giao bóng. Một pha đánh bóng ra ngoài của Hoàng Long, Đình Duy rút ngắn tỷ số xuống còn 4-6. Một pha đôi công trái tay thì Đình Duy đã là người thắng cuộc. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 5-6. Một pha giật bóng ngay trên bàn và của Đình Duy đã quân bình tỷ số 6-6. Giao bóng chạm lưới, giống lại. Hoàng Long đánh bóng không qua lưới, điểm cho Đình Duy 7-6. Pha giật bóng tốt của Hoàng Long, tỷ số đang là 7-7. Một pha giật ngay từ quả bóng đầu của Đình Duy, tỷ số được nâng lên 8-7. Lại quả giật tiếp tục của Đình Duy qua bên chữ Y và tỷ số được nâng lên 9-7. Ngay quả bóng đầu tiên của Hoàng Long hơi dài bàn và Đình Duy đã tranh thủ giật, tỷ số được nâng lên 9-7 cho Đình Duy. Một pha đánh đôi công của Hoàng Long đã rút ngắn tỷ số xuống còn 9-8. Pha giật bóng né người, giật bóng xuất sắc của Hoàng Long đã quân bình tỷ số 9-9. Quá xuất sắc bằng một qua đôi công trái tay né người giật phải của Hoàng Long. Và Hoàng Long đã thực hiện thành công điểm này và nâng tỷ số lên 19. Và như vậy Đình Duy đã đánh bóng ra ngoài và Hoàng Long đã dẫn trước với tỷ số 1-0 ở trận đấu thứ tư này. Như vậy ở nội dung đồng đội nữ đội LTV với trận thắng cuối của Đỗ Quyên trước Bảo Quỳnh với tỷ số 3-0. Và kết thúc trận đấu của đồng đội, đội LTV thắng đội Bích Nga với tỷ số 3-2, giành chức vô địch đồng đội nữ của giải
bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng cúp LTV lần thứ tư năm 2017. Như vậy trận chung kết đồng đội nữ cũng đã có chủ, ngôi vương thuộc về đội nữ của LTV và á quân là đội Bích Nga. Và như vậy ở trận đồng đội nam đang tiếp tục diễn ra ở trận thứ tư, tỷ số chung cuộc hiện giờ LTV đang dẫn trước 2-1. Và ở trận đấu thứ tư này, Hoàng Long đang gặp Đình Duy. Và Hoàng Long giao bóng ra ngoài, điểm đầu tiên của ván đấu thứ hai này là của Đình Duy, 0-1. Và như vậy Hoàng Long đã giật bóng tốt và Đình Duy đánh bóng ra ngoài, điểm cho Hoàng Long, 1-1. Giao bóng ngắn và như vậy Hoàng Long đánh bóng không trúng, điểm cho Đình Duy. Một quả giật phải thuận tay tốt của Đình Duy, tỷ số nâng lên 3-1. Một quả giật bóng thuận tay tốt của Đình Duy, 4-1. Các quả bóng dài, tuy nhiên Đình Duy đã nhanh hơn và di chuyển bên phải, giật bóng dài, nâng tỷ số lên 5-1. Một quả giật trái tay tốt của Đình Duy, tỷ số được nâng lên 6-1. Điểm số cho Hoàng Long 2-6. Hoàng Long giật bóng không qua lưới. Một pha giao bóng dài bất ngờ và Hoàng Long đã chuẩn bị trước và giật bóng tốt, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-7. Hoàng Long đánh bóng chạm trận vợt, điểm cho Đình Duy, 8-3. Hoàng Long mòi trái tay bóng ra ngoài và điểm cho Đình Duy, 9-3. Đình Duy giật bóng ra ngoài, điểm cho Hoàng Long, 4-9. Giao bóng lại, Hoàng Long đánh bóng ra ngoài, điểm cho Đình Duy, 14. Hoàng Long giật bóng không qua lưới. Kết thúc ván thứ hai, Đình Duy thắng với tỷ số 11-4. Hai vận động viên đổi bên. Các trận đơn nữ, đơn nam sẽ tiếp tục thi đấu ở giải các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng tranh cúp LTV lần thứ tư năm 2017. Sau khi kết thúc trận chung kết đồng đội nam, các trận đấu đơn nam sẽ tiếp tục diễn ra. Ở ván thứ ba này, Đình Duy là người giao bóng trước, 1-0.
và Hoàng Long tranh thủ đánh ngay từ bóng quả bóng dấu đầu tiên và tỷ số được Quân Bình 1-0. Hoàng Long đánh bóng ra ngoài, điểm cho Đình Duy 1-2. Đình Duy đánh bóng ra ngoài, điểm 2-2. Một cái cú vẩy cổ tay nhưng bóng lại ra ngoài. Một cú moi xoáy nhẹ của Đình Duy làm cho Hoàng Long bất bộ. Điểm số được nâng lên cho Đình Duy 3-2. Một pha giật bóng, tuy nhiên Hoàng Long là người chặn đẩy tốt và đã Quân Bình tỷ số 3-3. Pha đối giật nhưng mà cuối cùng thì Đình Duy đã đánh bóng trái tay không qua lưới, điểm cho Hoàng Long 4-3. Lại bằng một quả trái tay tốt của Hoàng Long, nâng tỷ số lên 5-3. Hoàng Long đánh bóng chạm lưới ra ngoài, điểm cho Đình Duy 4-5. Giao bóng lại. Một quả về bóng trái tay của Hoàng Long ra ngoài, tỷ số được Quân Bình 5-5. Một quả vẩy cổ tay trên bàn tốt của Đình Duy, tỷ số được nâng lên 6-5. Một quả vẩy cổ tay tốt trên bàn của Đình Duy, điểm số nâng lên 7-5. Và tiếp tục điểm cho Đình Duy 8-5. Kiên dùng moi xoáy và cú chặt đẩy của Hoàng Long đã đẩy bóng ra ngoài. Hoàng Long tiếp tục giật trái không thành công, điểm cho Đình Duy 9-5. Bằng một quả giật moi lên từ đầu, tuy nhiên Đình Duy đã chuẩn bị sẵn và đẩy trái thành công, điểm số 10-5. Và tiếp tục bằng một quả vẩy tay trên bàn, cổ tay trên bàn, Đình Duy đã thắng ván thứ 3 với tỷ số 10-5. Chương trình thi đấu giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng Cúp LTV lần thứ 4 năm 2017 sẽ tiếp tục diễn ra chiều hôm nay, tối nay và ngày mai. Và sáng mai các trận thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết các nội dung đơn nam đơn nữ
sẽ được tiếp tục diễn ra trên nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Bảo Lộc. Và như vậy ở ván thứ tư, vận động viên Hoàng Long cầm giao bóng, tỷ số hiện nay đang là 1-2. Giao bóng ra ngoài và điểm số thuộc về Đình Duy. Một quả giật phải tốt của Đình Duy. Tỷ số nâng lên 2-0 cho Đình Duy. Bằng một cú né trái giật, tuy nhiên Đình Duy đã chặn đẩy trái tốt và tỷ số được nâng lên 3-0 cho Đình Duy. Lại một quả giật bóng không thành công của Hoàng Long, tỷ số được nâng lên 4-0 cho Đình Duy. Và như vậy tiếp tục là những pha đánh bóng hỏng của Hoàng Long, tỷ số được nâng lên 5-0 cho Đình Duy. Và nếu như thắng trận đấu này, đội LTV sẽ tiếp tục vô địch giải trong nội dung đồng đội nam, sau khi đồng đội nữ đã đoạt chức vô địch đồng đội. Mà đồng đội nam hiện nay đội LTV đang dẫn trước với tỷ số 2-1. Và trận đấu thứ tư, Đình Duy tiếp tục đang dẫn 2-1 và bắn điểm số hiện nay đang là 6-1. Đình Duy tiếp tục chơi bóng, giao bóng chạm lưới, giao bóng lạ. Một pha giật bóng trái tay thành công của Hoàng Long, tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-6. Giật bóng ngay quả bóng đầu, tuy nhiên bóng đã ra ngoài, điểm số được nâng lên cho Hoàng Long 3-6. Một pha đôi công trái tay tốt của Đình Duy và cuối cùng tỷ số được nâng lên 7-3 cho Đình Duy. Đình Duy đánh bóng ra ngoài, điểm cho Hoàng Long. Đình Duy giật bóng không có lưới. Tiếp tục điểm số được rút ngắn còn lại 5-7 cho Hoàng Long. Và một pha đối giật giữa Đình Duy và Hoàng Long và phần thắng cuối cùng thuộc về Đình Duy, tỷ số nâng lên là 8-5. Một pha đánh bóng hỏng của Hoàng Long, tỷ số nâng lên 9-5 và chỉ còn 2 điểm nữa thôi thì chức vô địch đồng đội nam sẽ thuộc về đội LTV. Và điểm số bằng một quả đôi công, Đình Duy đã nâng tỷ số lên 10-5 và đây là điểm số cuối cùng của trận đấu này nếu như Đình Duy thực hiện thành công pha bóng này. Và bằng quả trái tay thật tốt
Đình Duy đã ghi điểm ở quả bóng, pha bóng này và nâng tỷ số lên 11-5. Kết thúc trận thi đấu ở lượt đấu thứ tư với tỷ số 3-1. Và như vậy trong đồng đội nam năm nay, đội LTV đã thắng đội Bích Nga với tỷ số chung cuộc là 3-1, đoạt chức vô địch đồng đội nam giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng cúp LTV lần thứ tư năm 2017. Như vậy hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ của giải bóng bàn năm nay đã được đội LTV giành chức vô địch và hai áo quân đều thuộc của đội Bích Nga. Và như vậy tiếp tục các trận thi đấu trên các bàn sẽ được diễn ra ở các nội dung đơn nam và đơn nữ.